Thật đáng ngạc nhiên khi mọi người nói rằng họ chỉ tin vào những gì họ được nhìn thấy và rằng họ không nhìn thấy Allah. Điều này thật kỳ lạ, họ không nhìn ngắm xung quanh họ ư? Bạn có nhìn thấy miếng thịt nhỏ không thể phân biệt này không? Đây là Einstein, đây là Leonardo da Vinci, đây là Tolstoy và Dostoevsky, và Hitler, đây là Abel và Habil. Đây là tôi và bạn ai đã bảo vệ bào thai trong bóng tối hoàn toàn này chính là Allah bạn có nhìn thấy vũ trụ này không ai đã nắm giữ và điều hành nó trong thiên kinh Quran chúng ta đọc lời phán của đấng tối cao <laughs> Và đây là một vũ trụ khác, nhưng nó nằm trong đầu bạn. Ai đã tạo ra những vũ trụ này và hiệu chỉnh chúng bằng một sự hiệu chỉnh chính xác như vậy? Chính là Allah. Quả thật, một tế bào đang tự tái tạo theo một mã DNA. Để chứng minh có đấng tạo hóa bằng chứng là các thiên hà và những hành tinh, Thượng Đế Allah đấng ân phúc và tối cao phán trong kinh sách của Ngài. Bạn thức dậy sau một đêm tiệc tùng và 37,2 ngàn tỷ tế bào trong cơ thể bạn đang hoạt động. Mà bạn không cần phải suy nghĩ về nó hoặc ra lệnh cho nó hoạt động. Và chưa một lần có sự trùng hợp ngẫu nhiên khiến điều này không xảy ra. Nếu bạn cảm thấy khó khăn trong việc ước lượng con số trước đó, vấn đề bao gồm 13 con số không. Ai đã tạo ra sự sáng tạo chính xác hoàn hảo này? Chính Allah. Chúng ta đã khám phá khảo cổ về những thành phố không có pháo đài, những thành phố không có cung điện và những thành phố không có các trường học, nhưng những khám phá chưa bao giờ thấy những thành phố không có các đền thờ. Con người bất kể màu da, chủng tộc, giới tính hay suy nghĩ có khác nhau như thế nào, đều là những sinh vật có niềm tin tôn giáo kể từ khi có mặt trên trái đất này. Tôi tự hỏi bản thân liệu có thể nào hàng tỷ người khác nhau trong tất cả các giai đoạn khác biệt có thể có và đồng ý với nhau trong hoài niệm về một lời nói dối không tồn tại tôi nghi ngờ điều đó chúng ta thấy hàng triệu người dành cả cuộc đời của họ trong sự cố gắng để hiểu được cơ thể con người và cuối cùng con người vẫn mắc phải muôn ngàn bệnh tật hàng triệu người họ đang cố gắng tìm hiểu vũ trụ không gian và các định luật vật lý hàng triệu người đang nghiên cứu về động vật hàng triệu người họ nghiên cứu về biển cả và những sinh vật khác nhau hàng triệu người nghiên cứu về triết học và nghiên cứu lịch sử và cuối cùng ngay cả khi tất cả các ngành khoa học của con người được tập hợp lại với nhau thì nó cũng chỉ như một hạt bụi dưới chân núi nó là thực tại của vũ trụ Ngay cả khi hàng triệu người từ chối hình ảnh méo mó của những thần linh trong các tôn giáo lệch lạc, họ không thể không tin rằng có một sự thật đằng sau vật chất. Họ không biết nó là gì, nhưng theo bản năng, họ chắc chắn rằng có. Đó là một lòng tin chắc chắn đã được gieo vào tâm hồn mỗi chúng ta. Vậy ai để gieo nó? Chính là Allah. đó là lòng tin chắc chắn bị che phủ bởi sự tích tụ bụi bẩn của cuộc sống trong tâm hồn mỗi chúng ta và chỉ cần nhìn vào con ngươi của một đứa trẻ sơ sinh thôi cũng đủ làm bùng nổ bên trong bạn đó là lòng tin chắc chắn